Kính chào quý cô bác, quý anh chị và các bạn đang theo dõi kênh Cây Giống Anh Trung ạ. Hôm nay em mời các cô bác, các anh chị và các bạn dạo quanh một góc vườn nhỏ của nhà em nhé. Đây là cây cherry Brazil. Cây này rất là lớn, gốc rất là to ạ. Cây này 3 thân, cao được gần 4 mét đấy. Cây rất là to luôn ạ. Đặc biệt là vẫn còn cực kỳ sai quả. Cái cây này được vừa rồi đã có một loạt chín rồi đấy, nhưng nó có một loạt ra hoa sau nữa. Vì thế mà hiện tại nó vẫn còn có quả chín và quả xanh đó. Rất là sai. Cái cherry Brazil này thì em cũng nói với mọi người nhiều rồi, tất cả các cô bác anh chị đến vườn mua em đều nói rồi. Cherry Brazil này thì nó không được ngon lắm. Thế nhưng mà cái hoa của nó thì rất là đẹp, cái quả của nó cũng cực kỳ là đẹp luôn. Dáng của cái cây cherry Brazil này cũng rất là đẹp. Mọi người có thể trồng vừa để ăn quả và vừa để chơi cảnh nữa, thì thực sự là rất là đẹp. Còn nếu mà chỉ để thu quả làm kinh tế thì cái cherry Brazil này không phải là cái dòng cây để làm kinh tế nhé các cô bác anh chị nhé. Còn đây, ngoài đây của nhà em là nho thân gỗ. Cái nho thân gỗ, cái cây cây bonsai này thì khách nhà em đặt rồi, khách nhà em trả tiền rồi. Thế nhưng mà chắc là anh ấy còn đang sửa sân ấy, chưa lấy thôi. Có rất là nhiều bác hỏi cái cây này, thế nhưng mà em cũng nói là cái cây này khách nhà em trả tiền rồi. Vâng. Còn đây là cái nho thân gỗ, cái size vừa tiền. Cái cây này rất là rẻ, thế nhưng mà dáng thì cực kỳ là đẹp. Cây thoát một thân, thoát thân lên và cao từ 2m2 đến 2m5, tùy theo cây ạ. Cây rất là đẹp. Nhà em thì chuyên các dòng nho ra quả quanh năm. Chuyên các dòng nho ra quả quanh năm ạ. Ở dưới đây là sung Mỹ ạ. Còn đây là nho tứ quý. Nho tứ quý thì mọi người cũng biết rồi đấy, lúc nào cũng có hoa và có quả như thế này. Và đây là nho 12 vụ. Hôm nay em cũng giới thiệu rồi. Cây nho 12 vụ này là cái dòng cây dáng nhỏ và rất là dễ vận chuyển, dễ gửi đấy. Đặc biệt là hôm nay nhà em, hôm qua nhà em mới nhập về cái táo, cái hồng táo còn gọi là táo Tân Cương ấy, cây sẵn quả đây, cây rất là sai luôn nhé các cô bác anh chị nhé. Cây cực kỳ là sai quả. Còn bên trong này là cây thanh mai, bên trong này là cây thanh mai, quả rất là to và cũng sai quả. Thanh mai thì nhà em có một cái size nhỏ hơn. Cây này cũng đang có nhiều quả đấy ạ. Táo cây nào cũng có quả nhé các cô bác anh chị nhé. Bên trong kia của nhà em là na dứa Đài Loan. Cây nhà em đều dâm ủ ổn định và có rất là nhiều hoa. Sẵn rất là nhiều hoa, nhiều quả. Nhà em thì chuyên các dòng cây nhập khẩu. Chuyên các dòng những cây nhập khẩu, những cái cây độc lạ. Các cô bác anh chị mà cần mua hoặc cần chơi những cái cây độc lạ, cây nhập khẩu thì cứ liên hệ với em nhé. Cái na dứa Đài Loan này ấy, cái hoa của nó khi mà nó nở ra thì rất là thơm. Thơm như là hoa rẻ luôn ạ. Cây đang đậu trái hết rồi ạ. Đây, nhà em vẫn còn một ít cây lê. Đó, quả đẹp chưa? Cái lê này thì mọi người cứ yên tâm, rất là phù hợp. Đây là nhà em chỉ dâm thôi. Nhà em chỉ dâm thôi mà nó lên rất là xanh tốt. Và đặc biệt là quả lớn rất là nhanh. Nhà em còn có cả các dòng cây công trình lớn nữa. Cây công trình, cây bóng mát lớn.
các cô bác anh chị mà cần bất cứ cái cây công trình gì thì cũng cứ gọi em theo số điện thoại 0977 516 966 ạ. Còn ở bên kia là cây sen đất, cây sen đất đấy ạ. Cái cây sen đất này rất là cao, cây phải tầm khoảng 5 mét, nói chung là rất là cao ạ. Đây, nhà em đang đóng hàng cho khách đây. Ở những cái tỉnh xa thì nhà em sử dụng bằng cái kiện gỗ. Và đây em giới thiệu với mọi người, cây nho kim cương nhà em đang đậu rất là nhiều quả này. Đang đậu rất là nhiều quả. Đậu rất là nhiều quả nhưng mà vẫn đang ra nụ ra hoa. Cực kỳ là sai luôn nhé các cô bác anh chị nhé. Đây là nho thân gỗ kim cương ạ. Cái cây nho kim cương này nó cũng ra quả gần như là quanh năm luôn. Đợt vừa rồi nhà em đã hái hết một lượt rồi đấy. Thế nhưng mà bây giờ nó lại ra rất là sai. Đặc biệt là có quả và có hoa, có nụ nữa. Đợt này cái loạt nho thân gỗ tứ quý cũng đang ra rất là nhiều hoa và quả bé. Bên trong kia nhà em cũng toàn là nho. Các cô bác anh chị có thể lựa chọn những cái cây thấp thấp mà tán sum xuê hoặc là cây cao to. Nói chung là nhà em có đủ các size luôn. Loại nào cũng rất là size quả. Có mỗi một cái loại mà dày lá và lá xanh đen như thế này thì đấy, em cũng quay cho các cô bác anh chị xem từ cách đây cũng khá lâu rồi. Và đến bây giờ thì hiện tại thì không thể có cái quả nào và cái hoa nào luôn ạ. Có một cái nụ. Có một cái nụ ạ. Nói chung cái loại này ấy, em thấy rất là thưa. Vì thế mà khi em nhập hàng ấy, những cái loại nào mà cảm thấy không ổn là em những cái lần chuyến sau em sẽ không nhập nữa. Bao giờ em cũng phải lấy mẫu trước. Và đây là một cái cây nho tứ quý nhá các cô bác anh chị nhá. Quả từ gốc luôn ạ. Đó. Cây rất là đẹp. Những cái loại nho tứ quý mà cây lớn, những cái loại nho tứ quý cây lớn mà quả từ gốc đến ngọn như thế này thì cũng khá là hiếm nhé các cô bác anh chị nhé. Tại vì toàn là những cái cây ghép ấy, quả nó sẽ hơi cao. Đây, quả lên đến ngọn luôn ạ. Hoa quả lên đến ngọn luôn. Đặc biệt là cái tứ quý này thì em cũng giới thiệu nhiều rồi. Nó ra gối nhau và ra liên tục. Đây, em có một cái cây này cũng cực kỳ là sai. Em thì em chuyên những cái dòng nho mà ra quả quanh năm. Cho nên các cô bác anh chị mà một cây ở bên em thì cứ yên tâm. Em chuyên các dòng cây ra quả, các dòng nho mà ra quả quanh năm ạ. Đó, cái cây này siêu sai luôn. Quả chín, quả xanh, quả non và hoa di dít luôn đấy ạ. Đây là nho 12 vụ nha các cô bác anh chị nhé. Cái nho 12 vụ này đến cái mùa này thì nó đẩy quả rất là nhanh và nó cũng chín rất là nhanh nữa. Cây nào cũng sai. Đặc biệt là gốc to và dáng rất là đẹp. Cây này quả và rất là sai nụ. Còn bên trong này nhà em cũng còn một ít cái loại nho thân gỗ cái 12 vụ size lớn này. Hàng một thân. Và trong này nữa. Cây này nhà em đang bọc cho khách đấy. Cái cách bọc thì em cũng đã làm video cho các cô bác anh chị xem rồi. Nhà em mà bọc cây cho mọi người thì cứ yên tâm là khi mà vận chuyển đến nơi thì cây lúc nào cũng đảm bảo là đẹp ạ. Cây rất là sai. Còn đây là cây bánh kem. Còn đây là cây bánh kem nhà em nhé các cô bác anh chị nhé. Cây bánh kem nhà em cây nào cũng ít nhất là 50cm trở lên. Đấy. Đây là na sầu riêng ạ. Đây là na sầu riêng. Đấy. Cái lá nó thì em giới thiệu nhiều rồi. Đặc biệt là cái na sầu riêng mà ghép như thế này thì cũng khá nhanh có quả nha các cô bác anh chị nhé. Đây, em có cái cây bé tí như thế này cũng đang có hoa rồi này.
Đó. Đấy, cây bé tí như này cũng đang có hoa rồi đấy ạ. Các cô bác anh chị mà cần bất cứ cái cây nhập khẩu hay cây độc lạ gì, đây là cây bánh kem lớn á, thì cứ liên hệ với em theo số điện thoại 0977 516 966 nhé. Em xin phép được dừng video tại đây ạ. Chúc các cô bác anh chị xem video vui vẻ.